Sergei Korolev, người sáng lập chương trình vũ trụ của Liên Xô. Trong những ngày đầu của cuộc chạy đua vào vũ trụ thời kỳ chiến tranh lạnh, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã bị lu mờ bởi một nhà khoa học Xô Viết bí ẩn, người được nhà báo nổi tiếng Mỹ Tom Wolf gọi là phù thủy mang lại hào quang cho chương trình không gian Liên Xô. Ông chính là Sergei Pavlovich Korolev, người đã sáng lập nên chương trình vũ trụ của Xô Viết, công thần góp phần đưa nước Nga trở thành một cường quốc hàng đầu về không gian vũ trụ. Đam mê kỹ thuật từ sớm. Sergei Pavlovich Korolev sinh ngày 12 tháng 1 năm 1907 tại thành phố Zhytomyr, Ukraine. Cha mẹ ly hôn khi Korolev chỉ mới 3 tuổi, nên thuở bé ông chủ yếu sống cùng ông bà ngoại tại thành phố Nizhyn, Bắc Ukraine. Năm lên 5 tuổi, ông được nhìn thấy chiếc máy bay đầu tiên trong đời. Và kể từ đó, máy bay là thứ duy nhất tồn tại trong trí óc của Korolev. Năm 1916, mẹ ông kết hôn lần hai và cả gia đình chuyển đến sống tại Odessa vào năm 1917. Chính vì niềm đam mê thuở bé nên năm 1924, Korolev đăng ký học chuyên ngành kỹ thuật hàng không của Học viện Kỹ thuật Kiev. Hết năm thứ hai, ông chuyển sang học trường đại học kỹ thuật Bauman, Moscow. Năm 1929, Korolev tốt nghiệp đại học. Korolev bắt đầu làm việc tại cục thiết kế hàng không số 4, Apollo 4. Năm 1930, ông trở thành kỹ sư trưởng của nhóm chế tạo máy bay ném bom hạng nặng TB-3. Cũng trong năm này, Korolev bắt đầu quan tâm đến các động cơ phản lực, sử dụng nhiên liệu lỏng và ứng dụng của chúng trong việc chế tạo máy bay. Năm 1931, ông cùng với Friedrich Sander thành lập nhóm nghiên cứu về chuyển động phản lực, một trong những tổ chức đầu tiên của Liên Xô nghiên cứu về tên lửa được tài trợ của chính phủ. Korolev đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm nghiên cứu. Sau một số thành công, nhóm của Korolev đã nhận được sự tài trợ của quân đội. Năm 1933, nhóm nghiên cứu đã phóng thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên, GIRD-09. Cũng trong năm này, chính phủ Liên Xô quyết định kết hợp nhóm của Korolev với phòng thí nghiệm khí động lực học tại Leningrad thành viện nghiên cứu chuyển động phản lực. Korolev đảm trách chức vụ phó giám đốc viện nghiên cứu tập trung vào phát triển các tên lửa hành trình và các tàu lượn động cơ phản lực có người lái. Năm 1934, ông xuất bản cuốn sách Bay lên từng bình lưu bằng tên lửa. Vượt qua nghịch cảnh. Năm 1938, Korolev và các cộng sự đã bị cuốn vào cuộc thanh trừng chính trị của Stalin. Ông bị lưu đày đến làm việc trong trại lao động tại Siberia. Năm tháng sau, Korolev được xét xử lại và được xếp vào nhóm các nhà khoa học, kỹ sư chịu sự quản thúc. Trong thời gian Thế chiến thứ hai diễn ra, Korolev đã tham gia chế tạo các loại máy bay ném bom Tu-2, Be-2 và nghiên cứu phát triển các thế hệ máy bay phản lực. Tháng 6 năm 1944, ông được chính phủ đặc xá. Với những công lao trong việc phát triển các động cơ phản lực và máy bay quân sự, năm 1945, Korolev được phong hàm đại tá Hồng quân. Cùng với các nhà khoa học Liên Xô, ông đã đến Đức để thu thập và tiếp quản kỹ thuật chế tạo tên lửa V-2. Korolev sau đó được bổ nhiệm làm tổng công trình sư phát triển các loại tên lửa đạn đạo tầm xa. Sau hàng loạt nghiên cứu và cải tiến, tháng 8 năm 1957, nhóm của Korolev đã phóng thử nghiệm thành công R-7, tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên trên thế giới. Trong quá trình phát triển các thế hệ tên lửa đạn đạo, Korolev cũng quan tâm đến việc sử dụng tên lửa cho các chuyến bay ra ngoài không gian. Từ năm 1953, ông đã đưa ra những kiến nghị về việc sử dụng R-7 vào việc phóng các vệ tinh. Năm 1957 đã chứng kiến những cột mốc đầu tiên trong chuỗi thành công rực rỡ của Korolev trong vai trò tổng công trình sư của chương trình không gian Liên Xô. Công thần của Nga trong cuộc đua phóng vệ tinh với Hoa Kỳ. Trong cuộc chạy đua phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên với Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu của Korolev đã cải tiến mục đích sử dụng của tên lửa R-7 cũng như chế tạo vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong vòng chưa đầy 3 tháng. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Sputnik 1 đã được phóng thành công, chính thức mở ra con đường khám phá không gian vũ trụ của loài người. Vệ tinh Sputnik đã làm sửng sốt cả thế giới và đánh một dấu son chói lọi trong cuộc chạy đua về khoa học vũ trụ. Nikita Sergeyevich Khrushchev,
thủ tướng Liên bang Xô Viết thời đó, muốn có thêm nhiều điều đáng chú ý hơn nữa, và ông đã yêu cầu Korolev tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Chính vì thế, chưa đầy một tháng sau, Sputnik 2 ra đời và đã đưa sinh vật đầu tiên, chó Laika, vào vũ trụ. Sau chương trình Sputnik, Korolev lại hướng tới mặt trăng. Tháng 1 năm 1959, Luna 1 đã trở thành tàu vũ trụ không người lái đầu tiên bay lướt qua mặt trăng. Đến tháng 10 cùng năm, tàu Luna 3 đã cho phép con người lần đầu tiên nhìn thấy bề mặt bị che khuất của vệ tinh tự nhiên của trái đất. Từ năm 1958, Korolev đã bắt đầu triển khai kế hoạch đưa con người ra ngoài khoảng không gian. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, tàu Vostok 1 đã đưa Gagarin bay lên chinh phục không gian. Sau 6 lần phóng thành công của các tàu Vostok, Korolev và cộng sự đã chế tạo thành công các tàu Voskhod cho phép chở theo nhiều nhà du hành. Tháng 3 năm 1965, Alexei Leonov trở thành người đầu tiên thực hiện các hoạt động ngoài phi thuyền EVA trên tàu Voskhod 2. Có thể thấy rằng Korolev đóng vai trò chủ chốt đối với những thành công rực rỡ của Liên Xô trong nửa đầu của cuộc chạy đua lên không gian với Hoa Kỳ. Liên Xô liên tiếp đặt những cột mốc đầu tiên trong quá trình vươn ra khoảng không vũ trụ. Trong nỗ lực đưa con người lên mặt trăng, Korolev đã bắt đầu nghiên cứu các tên lửa N1, các tàu Soyuz cũng như những thiết bị đổ bộ. Rất tiếc ông đã qua đời vào ngày 14 tháng 1 năm 1966, khi chưa kịp đi sâu thực hiện các ý tưởng của mình. Nếu không, có lẽ Hoa Kỳ sẽ khó có thể vượt qua Liên Xô trong nửa sau của cuộc đua này. Công lao của Korolev đã được ghi nhận bằng rất nhiều huy chương, danh hiệu cao quý của Liên bang Xô Viết. Sau khi qua đời, tên ông được đặt cho một thành phố và nhiều công trình trên đất nước Nga. Trong lĩnh vực thiên văn, tên ông được đặt cho một miệng núi lửa trên mặt trăng, một miệng núi lửa trên sao hỏa và một tiểu hành tinh Asteroid 1855 Korolev. Di sản của Korolev. Alexei Leonov, người thực hiện cuộc đi bộ đầu tiên trong không gian trong sứ mệnh Voskhod 2, đã mô tả về Korolev. Ông chỉ được nhắc đến bằng tên viết tắt hoặc bằng mật danh Tổng công trình sư. Korolev nổi tiếng là người đàn ông cầu toàn nhất, có yêu cầu rất khắt khe trong công việc. Ông ấy được tôn sùng như một vị thần. Sau khi Korolev qua đời, người duy nhất có thể đảm đương công việc của ông là học trò Kosberg. Nhưng ông Kosberg cũng qua đời một năm sau đó do biến chứng phẫu thuật, để lại toàn bộ công việc cho Vasily Mishin và Valentin Kloshko. Các kế hoạch đưa tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng của Korolev đã được Vasily Mishin và Valentin Kloshko tiếp tục, nhưng phải hứng chịu những thất bại. Tên lửa đẩy N1 đều phát nổ trong 4 lần phóng lên, trong khi Mỹ đã đưa được tàu vũ trụ Apollo lên mặt trăng. Để tránh hứng chịu thêm thất bại, lãnh đạo Liên Xô quyết định chấm dứt dự án thám hiểm mặt trăng và xóa toàn bộ hồ sơ liên quan. Ross Gallanter, chuyên gia phân tích của National Review, cho rằng tài năng và đóng góp của Tổng công trình sư Korolev vào tiến bộ của nhân loại trong công cuộc thám hiểm vũ trụ là không thể phủ nhận. Gallanter nhấn mạnh rằng, nếu Korolev có điều kiện thuận lợi hơn, ngành khoa học vũ trụ sẽ còn phát triển trước 10 hoặc 20 năm so với bây giờ. Năm 2007, nước Nga kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của Sergei Korolev, con tàu vũ trụ đầu tiên của Nga phóng vào đầu 2007. Con tàu mang sứ mệnh phục vụ cho trạm vũ trụ quốc tế sẽ mang tên của Korolev. Và bức chân dung của ông được vẽ trên đó sẽ cùng con tàu bay vào vũ trụ. Đây là một sự biểu hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với một con người đáng kính. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!